Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Grand i10. Thì trong video này thì em xin đề cập đến vấn đề về giảm thuế trong thời điểm là tháng 7 2023 cũng như là thời điểm chính sách giá tốt của tháng 6 2022. Và đây là một cái ưu đãi kép của xe lắp ráp trong nước mà anh chị hoàn toàn có thể áp dụng thời điểm này để hưởng chính sách giá tổng lăn bánh cho xe cực kỳ tốt. Thì chiếc Hyundai Grand i10 này thì hiện tại bên em đang bán với giá khoảng 408 đến 409 triệu. Và tháng này bên em có chương trình tặng bảo hiểm thân vỏ cho khách hàng trả thẳng, kèm thêm là những cái quà tặng như là phim pích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thời điểm tháng 7 giảm thuế thì nó rơi vào tầm khoảng 436 triệu thôi, rất là rẻ. Và nó đã rẻ hơn được khoảng 30 triệu so với thời điểm là khoảng 2 đến 3 tháng trước. Đó. Hiện tại thì bên em vẫn hỗ trợ cái chương trình trả góp đến 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Lãi suất 12 tháng đầu thì rơi khoảng 0,8% một tháng. 0,8, 0,75 đến 0,8% một tháng. Hỗ trợ lãi suất ưu đãi nhất từ ba ngân hàng như là VIB, Vietcombank và ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. i10 thì sẽ có những cái điểm nổi bật như là có cụm đèn LED định vị ban ngày, hình boomerang cực kỳ là thanh thoát và thể thao này, có cản trước được sơn bóng này, rồi thì cụm đèn pha cốt là bóng halogen phản xạ đa hướng cho chùm sáng rộng. La răng của xe thì đã lớn hơn la răng của phiên bản trước đó, phiên bản tiền nhiệm, đó là la răng 15 inch và có trang bị cảm biến áp suất lốp cho các phiên bản số tự động bản cao của i10. Đến phần tay nắm cửa thì xe được trang bị tay nắm cửa mạ chrome có tích hợp nút bấm mở khóa. Phần cốp sau của xe thì được trang bị camera lùi cũng như là có hai cảm biến lùi. Đây là mức tiêu nhiên liệu của i10. Quý chị có thể thấy là tiêu hao cho đường kết hợp là 6 lít này, trong đô thị là 7,6 và ngoài đô thị là khoảng 5 lít. Cốp của xe thì cũng được trang bị với một chiếc cốp rộng, theo em nó là rộng nhất phân khúc, bởi vì là chiều dài, chiều rộng, chiều cao của i10 hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ như là Morning, Fadin và Tota mới ra mắt, đó là Wigo. Cốp xe thì rộng giúp anh chị để nhiều hành lý hơn và có lốp dự phòng. Lốp dự phòng trên phiên bản này thì lại là lốp dự phòng có được trang bị la răng thép thôi, chứ không phải là la răng như các lốp chính. Đến phần nội thất của xe thì i10 được trang bị với tông màu nội thất rất là thể thao và cá tính, sắc nét. Đấy. Nội thất rất là tinh tế, nội thất vượt xa Tota, Wigo và những cái công nghệ là vượt trội hơn Fadin như là cảm biến áp suất lốp này, rồi ga tự động, cruise control. Đó, màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 8 inch cho cái công nghệ nó là có bản đồ định vị dẫn đường, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đấy, trên chiếc vô lăng 4 chấu này sẽ có thêm những cái công nghệ như là điều khiển bằng giọng nói này, rồi thì tăng giảm âm lượng, rồi thì đàm thoại rảnh tay. Đó. Xe thì cũng được trang bị đó là đèn nổ start stop rất là tiện nghi và thông minh. Điều hòa của xe thì được trang bị đó là điều hòa chỉnh cơ. Ghế của xe thì là toàn bộ đã được trang bị đó là ghế da và có đen chỉ đỏ thì giúp chiếc xe nhìn thể thao hơn. Phần cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị với tông màu đen đỏ rất là thể thao và cá tính. Gương chậu thì được tích hợp gương chậu chỉnh tay. Phần gương chậu ngoài của i10 thì cũng được trang bị các cái tính năng như là chỉnh điện, gập điện và có sưởi gương. Đến phần khoang hành khách phía sau, khoang hành ghế phía thứ hai thì i10 trang bị với độ ngả lưng ghế tốt, có cửa gió điều hòa giúp làm mát đều và nhanh hơn, kèm theo phần dưới là cổng sạc USB cho khách hàng. Những cái thiết bị công nghệ mang theo mình có thể giải trí phù hợp. À,
Đây thì em xin nói qua về chiếc Hyundai i10. Chứ các màu xe thì em sẵn ra màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh, màu nâu cà phê. Thì anh chị quan tâm đến i10 xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.